khoa diễn viên của trường cao đẳng sân khấu điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, từng đoạt giải bạc tại cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2008. Quách Ngọc Ngoan được biết đến qua các phim như Long Thành Cầm Giả Ca và Khát Vọng Thăng Long. Đam mê âm nhạc từ khi lên 8 tuổi, năm 2006, Ngọc Anh lọt vào top 7 cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn. Năm 2008, cô đoạt giải giọng hát vàng ASEAN. Ngọc Anh rất là mong muốn là Ngọc Anh và Ngọc Ngoan sẽ là song Ngọc hợp bích. Sẽ mang đến cho quý vị khán giả những màn trình diễn bất ngờ, dễ thương và đi đến gần khán giả nhất. Giờ sẽ nát cõi lòng ai, ôi một hơi. Lòng ai, ôi đêm nay với bao kiếp, bao trời với đắm chìm vô bờ. Khi đâu tại đâu rồi bóng cứ tại rồi. Khi đâu ai có biết. Lòng anh ôi mình anh vỡ thầm chờ. Đây là ông mẹ con anh lộn rồi. Mình đứng đó quay ra. Lời này đã trôi rất xa. Mục tiêu của Ngọc Ngoan với Ngọc Anh trong cuộc thi này là cố gắng lọt top 3, không biết là giải gì. Trái tim kia không thể yêu.
lang thang nơi anh chẳng biết con tim mơ xa quanh hiu. Thôi đêm nay với bao kỷ niệm, bao trời vơi đắm chìm vô vọng. Xin chúc mừng phần trình diễn của các bạn. Và quý vị khán giả thân mến, có thể nói rằng đây là một cặp đôi mà chắc chắn là quý vị cũng đồng ý với Phan Anh rằng rất là đẹp đôi trong chương trình, giống như một cặp tiên đồng ngọc nữ vậy, đúng không Thanh Ngọc? Đúng không ạ quý vị? Những chàng pháo tay đã khẳng định điều đó rồi. Và không biết là anh Quách Ngọc Ngoan có cảm thấy đây là một lợi thế của mình hay không? Thì cho phép Ngọc Hoa xin gửi lời chào đến tất cả quý vị trong khán đài ngày hôm nay và tất cả quý vị đang xem qua màn ảnh nhỏ. Một lời chào và một lời chúc tốt đẹp nhất. Không biết Ngọc Anh nghĩ như thế nào, nhưng mà khi mà nghe Phan Anh nói như vậy thì Ngọc Hoàng cảm thấy rất là ngại. Là thích đúng không ạ? Ngại hả? Khen mình đẹp là mình thích hả? Nhưng bây giờ hỏi câu đó khó, bạn trả lời bây giờ hỏi câu khác. Hình như đây là lần, cũng như là lần đầu tiên mà mọi người được nghe anh Quách Ngọc Hoàng hát. Thì rất là bất ngờ trước giọng hát trầm ấm và truyền cảm của Quách Ngọc Hoàng. Chắc có lẽ là diễn xuất lại cũng rất là tốt. Đúng nữa. Rồi, chắc lẽ là vì một diễn viên nên là mình thổi cái hồn, thổi cảm xúc. Biết được thông tin là Hoàng sẽ hát cặp cùng với Ngọc Anh, là Ngoan thốt lên là trời ơi, không biết có hợp hay không. Và bởi vì cái dòng nhạc của Ngọc Anh thường trình diễn đó là dòng những dòng hạt nhạc trữ tình và rất là lãng mạn. Còn cái dòng nhạc mà Ngọc Anh đam mê và thích đó là dòng nhạc dân ca trữ tình mà của quê hương miền Tây Nam Bộ. Như vậy là hôm nay không phải là sở chưa hợp mà đã như thế này rồi. Và mấy hôm nữa mà hợp hơn thì chắc chắn là sẽ rất là nhiều bất ngờ, đúng không ạ? Xin một lần nữa chúc mừng hai bạn về phần trình diễn vừa rồi. Và bây giờ thì các bạn có thể về với các cặp thí sinh khác.